Xin chào chị và các bạn, ngày hôm nay Dũng sẽ giới thiệu phần tổng quan phương pháp cách làm của logo FPT. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai giai đoạn để đưa ra một bài chia sẻ chi tiết hướng dẫn cái phương pháp làm từng phần của cái sản phẩm đó. Thì giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Dũng đưa cái sản phẩm thử nghiệm lên. Nếu các anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến cái sản phẩm này cũng như là cái cách mà để tạo ra sản phẩm đó một cách chi tiết, thì các anh chị có thể viết những cái lời nhận xét yêu cầu xuống phía dưới bài viết này. Và khi Dũng nhận được đủ 15 cái yêu cầu, có nghĩa là nhu cầu của chúng ta cần thiết, thì Dũng sẽ tiến hành bắt đầu tạo những cái bài chia sẻ đó. Với logo này chúng ta có thể quay 360 độ, bởi vì trên cái sản phẩm này Dũng sử dụng cái môi trường vòm, đó là cái background ở phía đây, và Dũng sử dụng cái sphere để tạo ra cái môi trường vòm cho cái không gian. Sau đó các logo thì Dũng được tạo từ phần mềm Vector Matrix, là Dũng sẽ chây các cái đường viền để tạo ra logo. Thì đây các anh chị thấy Dũng sử dụng phần mềm là Vector Matrix Desktop Edition để chúng ta chây các cái vector, sau đó chuyển qua block title. Thì cái phương pháp chây nó sẽ sử dụng trên những cái file bitmap hoặc JPEG để chúng ta có thể là đưa sang cái dạng vector, sau đó phần mềm chúng ta sẽ tách ra từng phần, và Dũng sẽ sử dụng là bằng cách là sẽ tạo ra làm 4 cái file EPS, là 1, 2, 3, 4, là tách 4 màu của các cái logo: màu trắng, màu cam, màu xanh và hai màu xanh. Thì chúng ta sẽ được 4 cái logo này. Sau đó Dũng sẽ ghi sang định dạng là EPS, là các anh chị sẽ thấy đây. Thì với phần mềm Vector Matrix này nó sẽ tương thích với cái EPS bên block title, và Dũng sẽ sử dụng container để tạo một cái logo, tức là tạo cái nhóm các cái logo 1, 2, 3, 4, và sau đó Dũng sẽ đổi màu logo và Dũng có được một cái logo 3D như thế này. Thì sau khi mà được logo xong thì Dũng sử dụng cái môi trường vòm, Dũng sẽ sử dụng cái sphere để tạo cái môi trường vòm cho cái không gian, và sau đó Dũng dùng camera để rotation. Rất là dễ dàng, và chúng ta có thể đặt các cái góc như thế nào. Thì ở đây Dũng sẽ sử dụng cái chính cái môi trường đó để phản xạ và những cái reflection cho cái chữ cũng như là các cái logo. Ở đây các anh chị thấy chúng ta đã thấy cái reflection nó rất là đẹp của chính cái môi trường. Thì ở đây Dũng sẽ thử kích vào một cái ở đây, và Dũng sẽ sử dụng Media Train Texture để Dũng sẽ thay đổi cái logo là sử dụng luôn cái môi trường của studio này, và cái hiệu ứng là Color Map Reflection Map để tạo ra cái môi trường của studio phản xạ vào cái reflection ở đây. Và như vậy là tất cả các cái sản phẩm, các cái đối tượng khác Dũng cũng áp như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ có đồng bộ một cái môi trường phản xạ. Còn về các cái texture cũng như các cái HAI, môi trường vòm của sản phẩm, thì Dũng sử dụng của ViewCorpilot. Thì như các anh chị thấy là chúng ta sẽ có cài đặt cái 3D element của ViewCorpilot. Chúng ta sẽ có các cái environment của môi trường đó, và chúng ta sẽ sử dụng các môi trường này để làm các môi trường vòm cho cái logo của chúng ta. Ngoài ra thì trong đây Dũng có sử dụng cái Pond Light để tạo cái ánh sáng bóng đổ, và Dũng tăng cái giá trị của Shadow. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái bóng đổ, và như vậy là chúng ta có thể điều chỉnh thì trông nó sẽ đẹp hơn so với việc nếu mà chúng ta không sử dụng cái bóng của Shadow, thì chúng ta sẽ thấy nó phẳng, nó không được có cái chiều sâu. Như vậy chúng ta phải sử dụng cái shadow lên. Như vậy là Dũng đã chia sẻ cho các anh chị cái quy trình mà Dũng tạo ra cái logo FPT này. Nếu các anh chị có quan tâm thì chúng ta hãy yêu cầu xuống phía dưới, và Dũng sẽ tiến hành làm bài hướng dẫn chi tiết hơn để chúng ta có thể là tự làm sản phẩm này một cách đơn giản nhất, nhanh chóng nhất.